Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng con thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài Bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Biên Chi Ngài Tự Độ Công Thầy Chỉ Dạy. Bồ Tham Saranang Gacchami, Thamma Saranang Gacchami, Sangha Saranang Gacchami. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Phật. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Pháp. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tăng. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2020, thứ năm. Chúng con như thường lệ cùng nhau tu tập Phật pháp kinh thỉnh chư thiên chư long thần hộ pháp chư thiên cõi trời thiên nhân gia hội cho chúng con tu tập được nhiều lời đạt lớn. Dhamma savana kalo ayam bandanta, Dhamma savana kalo ayam bandanta, Dhamma savana kalo ayam bandanta. Dạ mô Phật, xin chào tất cả các bạn. Để tôi ask chị dự lễ vô một lần nữa rồi. Chị dự lễ vô được rồi đó. Rồi để tôi ask cô xin. Rồi, cô xin vô được rồi đó. Cô sư nghe được chưa? Rồi, cô sư vô được chưa? Rồi, nghe được. Quý vị nên để ý, thứ nhất là mình không có ai gọi trước. Trước khi bấm ngón tay gì, quý vị phải để ý coi mình có gọi lộn không. Khi quý vị gọi lộn là đường dây quý vị nó dính với nhau. Cho nên khi mà tôi gọi lại đó, gọi quý vị lại không được. Khi mà gặp trường hợp quý vị vô không được là quý vị tắt máy. Tắt máy hết rồi tôi gọi lại quý vị vô thì sẽ không sao. Bởi vì quý vị không tắt máy á, đường dây nó còn dính cái đường dây cũ. Tôi gọi quý vị không có trả lại được. Cho nên là mình lấy kinh nghiệm á, thì nó đỡ cái trở ngại. Để tôi ask thêm một người nữa, không thấy. Thu coi thử coi, Thu có thức chưa? Thu không có vô trong mạng, thành thử gọi không được. Rồi, thu vô kìa. Thu chắc không trả lời, sao không thấy. Rồi, thôi bây giờ mình cùng nhau tu tập bài kinh hôm nay. Thì bài kinh này cũng vẫn nằm trong chương 36 về pháp hành. Với cái tựa bài kinh số 7 về tật bệnh. Thì trước khi đi sâu vào cái đề tài này thì tôi cũng xin giới thiệu cái mục đích tu tập cái bài kinh này đó là mục đích như thế nào và cái những điều mình cần nên để ý. Thì mục đích bài kinh này đó, nó sự thật ra nó là một cái bài thi cuối cùng trong cuộc đời tu tập của mình. Quý vị tu làm sao quý vị sống với đời sống an vui hạnh phúc, quý vị muốn có cái này muốn có cái kia, muốn thành tựu tất cả những cái điều gì trong cuộc đời sống bình thường, hay là kể cả vấn đề mình có cái chí hướng tu tập để đi tới cái mức độ nào tùy theo cái căn cơ nhân duyên của mình thành tựu, thì cái cuối cùng dẫn đi là con đường ai cũng phải đi qua. Mà con đường này đó là một cái bài test cuối cùng, cái ngọn cửa cuối cùng để mình đi, để tùy theo căn cơ, tùy theo cái nhìn cái nghiệp thức của mỗi người đều đến cái giai đoạn này. Nhưng mà trước khi để đi kế tiếp cái phần
bài kinh thì tôi cũng xin nhắc lại cho tất cả những bạn đồng tu, những bậc tu nên cẩn thận có ba trường hợp mình dính mắc. Cái thứ nhất đó là cái tưởng điên đảo, thứ hai là cái tâm điên đảo, cái thứ ba là kiến điên đảo. Giờ tôi đã thêm một người. Thì ba cái đó để mình tránh trường hợp á, với cuộc đời mình không tu tập, sống bình thường á, thì cũng không đến nổi. Nhưng mà cái người tu tập á, mà dướng ở ba điều này á, thì nó là một cái nguy hiểm cho đến khi giây phút cuối cùng mình bỏ. Nhất là cái tưởng điên đảo, mình đi lộn ngược tất cả hết. Thường á, thì vô thường á, thì mình nói thường, khổ thì mình nói lạc, vô ngã thì mình nói ngã, bất tịnh thì mình nói là tịnh. Cho nên cái sự tu tập mình phải cẩn thận cái điều đó. Nếu không khéo là mình nắm bắt cái sự an vui hoàn toàn nằm trong tưởng điên đảo. Là do cái tưởng điên đảo này nó cũng liên hệ tới cái kiến điên đảo, mình thấy sai. Khi sai thì đơn giản cho cái người bình thường cuộc sống mình họ thấy cái sự an vui hạnh phúc, dầu là một cái bất thiện pháp họ cũng thấy an vui hạnh phúc. Cho nên nó là cái kiến điện đạo. Cái mà không nên làm họ thấy họ phải làm cho được, thì cái đó là cái kiến điện đạo. Cho nên tất cả những cái gì đó mình phải có cái tu tập, mình phải dùng kinh điển của Đức Phật, của Đức Bổn Sư. Kinh điển đó phải mình biết nó phát xuất từ nguồn ở đâu, ai nói, và có sự thực chứng do nhiều người và mình. Tất cả những thực chứng này nó cũng thể nó là một cái đường đạo, cho nên mình cẩn thận. Nếu mình tránh những điều đó thì để chứng minh rằng mình có một phần nào dính vô những cái điều đó, chuyện đó tức là cái tâm điên đảo của mình. Cái tâm điên đảo của mình là cái do cái thiếu định tĩnh, không có trí tuệ, mình không hiểu rõ cái pháp như thế nào, không hiểu rõ lời của Đức Phật như thế nào. Cho nên mình nghe, mình tưởng là mình hiểu, và thì thật ra mình không có hiểu. Mình nghe hiểu hết trơn, nghe sơ sơ nó hiểu, đọc kinh sơ sơ hiểu, nhưng sự thật kêu nói lại thì mình nói không được, mà mình làm không đúng. Thì ba cái điều này đó, nó là đưa lên cái vấn đề mà mình sự tu tập của mình đó, đi đến cái chỗ mà cái giờ phút cuối cùng ngày hôm nay á, thì mình sẽ, tôi cùng chia sẻ, tôi cũng có sự tư duy về cái bài này gần đây, nhiều bài gần đây, thành thử tôi phải cần đi sát và được chia sẻ cùng quý vị. Không ngoài mục đích tôi cùng quý vị nói lên cái sự nhận thức của mình nó như thế nào, tôi nói ra không phải là hoàn toàn đúng, cho nên quý vị nghe và tư duy cùng nhau mình chia sẻ. Thấy cái gì không quan điểm đồng, thấy cái gì cần hỏi thì quý vị nên hỏi, không có gì trở ngại hết. Thì bài kinh này phát xuất tại Vesali, thì Đức Phật dạy trong những cái phương pháp mình tu tập nó có tương tự. Thì mình để chuẩn bị cái ngày hôm khi mình lâm chung á, mình phải có chuẩn bị ngay từ lúc đầu. Bây giờ mình không biết hay mình làm được một phần nào thì bây giờ mình phải có cái sự sắp xếp thứ tự rõ ràng. Mình muốn làm thế nào không cần biết, nhưng mà trước nhất là mình phải đi theo tuần tự những cái khuôn khổ của Đức Phật dạy. Thì muốn làm được điều này, muốn có tu thiền, muốn có trí tuệ, muốn có an vui hạnh phúc, thì thứ nhất là mình phải giữ giới. Giữ giới có được một phần nào thì mình mới có thân tu tập. Có thân tu tập thì cái thân tu tập này đó là đặc biệt, đó là mình phải có giới mình mới làm được. Thì trước khi có thân tu tập là mình phải có thọ năm giới, đặc biệt là nói rộng ra bốn giới về khẩu và ba giới về thân, và một cái việc làm về chánh nghiệp. Những cái điều đó là mình phải gìn giữ. Nếu mình không làm điều đó được thì mình không có thể tu thân được.
thì tu thân thì không được, thì đừng có mong rằng tu định hay là tệ. Thì ba cái thân và bốn cái khẩu cộng thêm cái nghề nghiệp chánh mạng của mình, không làm tổn hại người khác, không làm tổn hại mình, thì điều đó làm cho thân mình được, đương nhiên được an ổn. Thì nếu mình làm được điều đó đó, thì mình có điều kiện để tu thân về phương pháp thiền tứ niệm xứ. Chứ không phải là mình không có hiểu về tất cả những cái điều căn bản, những cái điều chuẩn bị trước mà thành tựu thiền, để có cái này có cái kia thì cái điều đó nó không sự thật tương tự. Thì tới trở lại cái phần chính kinh này đó, Đức Phật dạy đó, này các tỳ kheo, tỳ kheo phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Tỳ kheo sống quán thân thọ tâm pháp, trên thân thọ tâm pháp nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo chánh niệm, thì quý vị, Đức Phật dạy là thế nào là chánh niệm. Nhưng mà trong khi chánh niệm á, mình thực hành thân thọ tâm pháp á, là mình phải cực đều có, đều có sự tỉnh giác và chánh niệm. Nhưng cái đoạn kinh này nói tại sao Đức Phật nói thế nào là chánh niệm, thì khi mình hành thiền mình biết rằng có tỉnh giác thì có chánh niệm. Nhưng mà cái phần khi mình hành thiền, mình ngồi thiền á, quán thân thọ tâm pháp á, thì cái điều chính yếu á, là chánh niệm. Mình quán sát được cái nội thân thọ tâm pháp mình rõ ràng, là tại vì mình không có di động, cho nên sự tỉnh giác á, là chỉ để cho mình biết đang đi ra ngoài đề mục, đang tưởng tượng một cái điều gì, cái tâm mình đó có thấy rõ được cái gì hay không, hay là cái mình rơi vào cái tưởng. Cho nên cái thân thọ tâm pháp á, thực hành tỉnh giác chánh niệm, chánh niệm là cái quan trọng nhất. Mình ghi nhận lại tất cả những trạng thái nó liên hệ giữa thân và tâm của mình. Máy của chị Diệu Thanh đó, chị Thanh, chị đương làm gì vậy chị? Thì á, cái phần khi mình ngồi thiền, quý vị nên nhớ rằng đây là cái chánh niệm. Cái chánh niệm là quan trọng, là ghi nhận tất cả những trạng thái sanh diệt, trạng thái thay đổi, trạng thái nhân duyên, để mình thấy rõ được là tất cả các pháp vô thường, khổ vô ngã. Đây là một cái phần chuẩn bị cho mình làm, nó nằm, vẫn nằm trong cái mục đích là tu thân. Nó chưa đi sâu vào định, nó chỉ nói là mình quan sát với mức độ bình thường trước khi đi sâu vào những cái sự tu tập là vi tế hơn của vấn đề thiền tập. Thì kế tiếp á, thì tỉnh giác là gì? Thì tỉnh giác á, là khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh, khi co tay, khi duỗi tay, khi mang y dép, vân vân, ăn uống nhai nếm, khi đi đại tiện, ngồi nằm, thức nói, im lặng, đều tỉnh giác. Thì cái tỉnh giác này đó, mặc dầu nói tỉnh giác nhưng mà cũng có ngầm ngủ chánh niệm trong trống. Nhưng vì cái tỉnh giác này là chính là tại vì cái thân mình luôn luôn di động, nó đổi từ trạng thái này trạng thái kia, mình không có cái ghi chi tiết là chánh niệm từng cái sự sát na trong nội thân, nội tâm mình nó nhanh khi mình ngồi thiền, là tại vì mình phải di chuyển. Nếu mình không có tỉnh giác á, thì mình đi sẽ vấp ngã. Cho nên khi thực hành tứ quay nghi và những cái quay nghi phụ á, là cái tỉnh giác là cái quan trọng nhất là mình phải thực hành. Mà nếu quý vị thực hành đúng theo lời Đức Phật dạy để mình nhận thức thế nào là chánh niệm, thế nào là tỉnh giác, để mình thấy rõ thì mình áp dụng được, nó có phần lợi điểm hơn. Thì những cái điều này đó, để cho mình biết đó, ít nhất mình tu thân á, là phải tu thiền. Thiền này đó là để chỉ nhờ cái thân tu tập mình đó, nó được thanh tịnh, thì mình nhìn thấy được cái sự tỉnh giác chánh niệm mình có được kết quả như vậy. Còn không có giới, không có cái
những cái giới mà mình cần làm như là thân, khẩu và cái chánh mạng của mình đó, mà không có thành tựu một phần nào á, thì việc ngồi thiền mình nó sẽ liên hệ đến cái tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Cho nên mình phải cẩn thận. Mà nếu làm được như vậy á, thì mình có thể tiến sâu vào những cái tầng thiền khác. Mình nhất tôi cùng quý vị là những người đang đối diện với cuộc sống này, là quý vị cũng nên đừng có rơi vào những cái trạng thái tưởng nhiều quá. Nhất là khi mình ngồi thiền á, mình nghe người này nói, nghe người kia nói, rồi kêu làm cách này cách kia, nhưng quý vị những cách gì mình nghe, nhưng mà phải nhìn những cái kinh điển và những cái đề mục mình quán á, có phải là những lời Đức Phật dạy hay không. Nó chỉ có 40 đề quán, đề mục quán. Quý vị phải nhìn cái đó để mình thấy rằng những cái người chia sẻ, những người khuyến khích mình tu tập á, mình phải cẩn thận. Đức Phật chỉ dạy là chỉ nhìn trong cái thân thể mình để thấy thực tướng được nó là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu mình thật sự mình thấy được nó như vậy á, là mình phải biết rằng tại sao nó vô thường, là tại vì nó hoàn toàn là nhân duyên không. Mà nhân duyên nó không có thực tế. Mà nhân duyên nó ở đâu, nó sự thật đó là ngay từ trong bản thân của mình không nhìn được. Mình không nhìn được. Mà mình nhìn cái bên ngoài, thì đây đó là một trong những cái tình trạng mình rơi vào tưởng mình không hay. Thì khi mình thực hành chánh niệm tỉnh giác đầy đủ từng ngày này ngày kia, dầu mình không có đạt được tầng định, dầu không đạt được những tầng có trí tuệ cao. Chị Diệu Thanh, máy chị Diệu Thanh thì ít nhất nghe nó mở lại cho nó lớn chút với chú à. Mở lớn, nhưng mà hình như chị làm cái gì chung quanh đó chị. Chị ngưng làm, chị mở máy lớn như nào thì cái tiếng ngưng tôi nghe hết, tôi thấy bây giờ tôi thể thấy được cái máy người nào có những âm thanh sao. Dạ, dạ, hết rồi. Rồi đó. Rồi, đó, thì đó, thành thử tôi cũng nói là khi tôi, cái máy tôi mở lên đó, tôi biết những cái máy nào trở ngại, nếu quý vị lắng nghe thì quý vị điều chỉnh, thì cái vấn đề tu học chung á, những người khác nó không trở ngại. Thì bây giờ trở lại cái bài kinh này, nếu mình thực hành chánh niệm tỉnh giác như vậy, mình có đầy đủ những cái chuẩn bị sẵn, thì mình mới có nói thể là lúc đó đó mình lâm chung nó như thế nào. Thì Đức Phật dạy đó là như thế này, khi mình chánh niệm tỉnh giác đó, khi đến thời đó, đây là lời giáo giới của Ngài này: các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống chánh niệm tỉnh giác không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, như vậy lạc thọ khởi lên, vị ấy tệ chi như sau. Lạc thọ này khởi lên nơi ta, lạc thọ hay là khổ, bất lạc, bất khổ, những cái điều đó đó có duyên, không phải là không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này, nhưng thân này là vô thường, hữu vi. Do duyên sanh, do duyên thân khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vi, thời lạc khổ, bất lạc, bất khổ. Thì quý vị thấy, khi mình hành thiền, mình nhìn ngay trong cái bản thân của mình, khi nó đau thì biết đau, khi nó hỷ thì biết hỷ, khi nó khổ thì biết khổ, khi nó bất lạc, bất khổ, mình nhìn đầy đủ những trạng thái đó. Dầu trạng thái đó là cái sự, cái phiền não nhất là mình tham lắm, mình quan hỷ. Hai cái trạng thái đó không được thì đương nhiên có một cái trạng thái nghịch. Như bài kinh kỳ rồi mình học, nó vẫn tường tục thay đổi, khổ, lạc, bất khổ. Nó ví như là ba cái chậu nước được gắn liền một cái ống ở dưới nó để giữ mức thăng bằng. Thì dầu mình lạc cách mấy thì những cái khổ, cái chậu khổ, chậu bất lạc, bất khổ nó cạn. Bên đây thì nó phải cân bằng, nó đưa đẩy lên thì ba cái phải cân bằng. Cho nên mình hỷ lạc chừng nào thì cái khổ đó sẽ kéo mình xuống. Hay là cái khổ mình cao thì mình muốn
cho nó bớt xuống thì cái lạc nó phải chia qua chia lại như ba cái chậu nước được lưu thông mới giữ cân bình, cho nên mình đừng có nắm bắt gì hết. Ý của Đức Phật dạy là tại sao tất cả như nhân duyên lạc khổ hỷ bất lạc bất khổ đều tại là do có cái thân. Quý vị suy nghĩ, quý vị tôi cùng quý vị suy nghĩ kỹ coi, mình tại có cái thân mới có cảm thọ chứ, phải không? Mình có cái thân mới cảm thọ, còn nếu không có thân thì làm sao cảm thọ? Chính vì có thân mà bấy lâu nay khi mình tu tập mình nhìn ở ngoài, mình nhìn ngoài để mình nhận cái sự nắm bắt ở bên ngoài, mình tưởng mình tà kiến, mình thấy những cái điều đó là phải như này phải như kia, nhưng sự thật trong ngay cái bản thân mình nó lạc khổ bất lạc bất khổ hỷ, nó đều nằm trong cái thân mình, nó không phải ở ngoài. Mà nếu mình dùng cái ở ngoài để làm cho mình thành tựu những điều đó thì nó cũng là vô thường, là tại vì cái thân mình vô thường. Nếu quý vị suy nghĩ kỹ, quý vị ngồi thiền, tất cả những trạng thái nó xảy ra đều có nhân duyên và nó luôn luôn là thay đổi. Nó là luôn luôn thay đổi. Nó là thực tế, nó là thật thật tánh. Nó không do tưởng tượng, nhưng nếu mà tại sao mình tu tập hay là mình mơ tưởng một cái điều gì an vui hạnh phúc về đời, nắm bắt như những người đang sống trong một cái thế giới ngày hôm nay. Những người giàu có họ muốn rằng họ giàu có thì tất cả những cái điều đó sau khi thân mạng hoại trung thì mình có được cái gì, thì Đức Phật dạy là tất cả những lạc hỷ khổ bất lạc bất khổ do duyên có thân mà có, không có thân này thì không có. Thì quý vị đã biết rồi, thân này vô thường là tại vì nó thực chứng hàng ngày. Con cái là mình biết, mà như mình nghĩ cái thời gian nó còn dài lắm, 100 tuổi. Con người sống 100 tuổi thì Đức Phật phân tách đó, 100 tuổi thì có 300 mùa, mùa xuân, hạ, mùa đông. Rồi nhân lên đó, mỗi ngày có bao nhiêu tiếng, hay là bao nhiêu buổi, ăn mấy bữa, thì tất cả vòng vòng đó chỉ là ăn ngủ. Rồi lại chết, rồi trở lại nữa, khổ đau, lạc, hỷ, bất lạc, bất khổ, nó chỉ vòng vòng vậy thôi. Cho nên mình nhìn thấy nhân duyên cái chu kỳ nó như vậy, Đức Phật khuyên là chỉ có cái thân này. Cho nên Đức Phật dạy, vị ấy an trú, quán vô thường, quán tiêu vong, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ với thân, thân lạc, khổ bất lạc bất khổ. Là tại vì những cái trạng thái cảm thọ này, nó tận cùng á, nó chỉ tới khi nào mình nằm trên giường bệnh đó, thì mình chỉ còn cái giây phút cảm thọ đó thôi, không hành động được một điều gì hết, không nắm bắt được một điều gì hết. Tất cả những tài sản, những gì có ôm ấp mấy lâu nay mình đều xuôi tay, chỉ còn nương cái sự cảm thọ. Thì tùy theo nghiệp thức của mình, tùy theo sự tu tập của mình, thì Đức Phật dạy bài kinh này để mình nhận thấy cái thân vô thường, cái cuộc sống mình đó, thì lúc đó mình nhận thức như thế nào thì mình tự mình nhìn kỹ. Nếu mình làm được như vậy, do vị ấy chú quán vô thường vân vân, từ bỏ đối với tất cả những lạc khổ bất lạc bất khổ, thì nên tham tỳ miên đối với những cái thân lạc khổ hỷ bất lạc bất khổ, nó sẽ được đoạn diệt. Cái chữ từ miên này đó, quý vị có dịp thì mình bấy lâu nay hai bài kinh vừa rồi với này bài kinh năm nay, thì quý vị nhấn mạnh rằng cái tỳ duyên đó, quý vị tỳ duyên đó, quý vị biết rằng do cái sự quân tập hàng ngày, từ cái một chút xíu, cái nhỏ, nó dần dần nó sẽ là tăng trưởng mạnh, mà tới một mức độ nào đó quý vị không từ bỏ được. Cái tỳ miên đó là như vậy, là tại vì mình thường xuyên mình thấy chuyện nó nhỏ đó, chính cái tỳ miên này đó nó sẽ tăng trưởng lớn mà mình không hiểu được, là tại vì nó đang ru ngủ mình. Rồi cô ngủ ứng sao?
Bây giờ chờ chút xíu. Cái gì khi mà gọi không được á thì ra tôi mới gọi được, con ngủ ẩn tôi gọi không được nè. Rồi vô được á. Cái gì cũng sắp xếp cái thời gian mình tu tập á, đừng có gọi điện thoại ra vô là tại vì khi mình chia sẻ cái gì đánh tôi phải để ý một cái thì nó cũng trở ngại ha. Thì quý vị nói như vậy để quý vị sắp xếp thôi, còn làm được hay không thì tùy duyên đó. Thì trở lại á, nhờ mình thần tập như vậy hàng ngày ha, thì tới lúc khi mình đụng chuyện á, mình có thể thành tựu được. Còn không á là mình nghĩ là ô tôi biết rồi cái đó, tôi nhập định này kia hay là tôi gì đó, thì tất cả điều đó là nó sẽ đưa đến cái giây phút này. Thì nên tôi cũng xin nhắc lại, những cái điều gì mình làm cuộc sống hàng ngày mình ăn vui hạnh phúc à, thì nó có tạo thiện và bất thiện. Mình tu tập thì được thành tựu cái pháp mình tu, đưa đến được một cái thiện pháp à, cũng có thể là đưa đến mình đó. Nói chung lại những cái gì tu tập hay là những gì mình làm sống trong cuộc đời nó chỉ có cái quả thiện và quả bất thiện à, quả thiện và bất thiện nó chỉ như vậy thôi à. Còn mình tu tập á à, thì kết quả của nó tu thiền thì nó cũng chứng đắc cái tầng thiện là do cái quả thiện của mình. Còn tu trên con đường giải thoát á, thì có mức độ là đạo, mình thành tựu đạo thì được kết quả của đạo ở trên đạo lộ của bậc thánh nhất nhì hai ba, hoặc mình thành tựu quả thánh á thì mình cũng được cái quả đó đương nhiên. Cho nên á, khi mình làm hàng ngày thường tục nó được như vậy, quả thiện bất thiện à, cái quả thiền quả đạo hay quả thánh nó đương nhiên tự nhiên nó có. Thì khi mình chết á, mình không có mong cầu cái điều gì hết. Cho nên Đức Phật dạy thì á, khi mình thành tựu những cái pháp tu tập như vậy, mình thấy rõ cái chân lý vô thường á, thì không có gì cái thân mình để mình luyến tiếc hết á, thì Đức Phật dạy nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc hỷ khổ bất lạc bất khổ thọ, vị ấy tệ tri thọ ấy là vô thường à, ta không chấp trước thọ ấy, ta không hoan hỷ thọ ấy. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc khổ bất lạc bất khổ, vị ấy cảm thọ các cảm giác thọ ấy à, như người không trói buộc. Thì cái điều này để nói chung lại là tất cả những gì mình sống với đời, đấu tranh với đời, tu tập à, thành tựu, mình tự thấy mình hoan hỷ cái sự thành tựu của mình, thì tất cả những điều này à, nó cũng rơi vào trạng thái khổ hỷ bất lạc bất khổ lạc, nó trong những cái trạng thái đó thôi. Thì mình sống làm sao à, mình chánh niệm tỉnh giác, mình thấy cái cảm thọ này nó không bị trói buộc mình, cái mục đích đó là như vậy. Thì nếu mình làm thường xuyên như vậy, kể cả những cái thành tựu pháp thiện bất thiện, chứng đắc những cái gì mình tu tập, đừng để rơi vào cái trói buộc. Nếu mình bị trói buộc á thì là mình khó mà đi qua nổi cái giai đoạn cuối cùng này. Cho nên khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu đựng của thân, vị ấy tẩy tri ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân và sinh mạng. Tức là những cảm thọ mấy lâu nay thì mình thấy nó còn có dịp nữa, nhưng tới cái giây phút này đó, cái cảm thọ của mình đó đến mà tới cùng tận đến cái sức chịu đựng của mình và đi đến cái sinh mạng của mình, nó đến sẽ đến như cùng đó. Mà nếu mình thành tựu những cái cảm thọ hồi nãy mình trình bày á, bốn trường hợp lạc hỷ
rồi khổ, bất lạc quá khổ, mình không bị trói buộc đó. Thì sau khi thân hoại mạng chung, ở đây một cảm thọ, cảm giác không có gì hoan hỷ sẽ đi đến lắng dịu. Còn không á, mình liên tiếp về vật chất, liên tiếp về cuộc đời của một chúng sanh bình thường với những cái sở hữu, với sự an vui hạnh phúc đó, thì mình đang bị trói buộc. Cái thân tâm mình nó đi khó, nó khó mà lắng dịu. Còn mình tu tập, mình mong muốn một điều gì, mình làm phước một điều gì, thì những cái điều này nó cũng rơi vào những cái điều Đức Phật cũng nhắc nhở là tại vì mình đang bị trói buộc những cái cảm thọ đó. Thì quý vị nên biết rằng mỗi người có cái nghiệp riêng, thậm chí có nhiều người tu hành đạo đức, nhưng mà tới khi gần cái giây phút này, cái sức chịu đựng đau cái thân cũng còn không qua nổi. Rồi cái sinh mạng nữa, thì lúc đó quý vị có liên tiếp cái sự muốn sống hay không, muốn có một cái sự an vui hạnh phúc hay không, thì quý vị cũng biết rằng bấy lâu nay mình cũng đủ thấy kinh nghiệm, tất cả đều đến một cái con đường cuối cùng này. Nếu mình thực hành thành tựu, không bị trói buộc những cái cảm thọ này, thì mình để tự nhiên đó, vì nó không trói buộc, mình không có mong cầu. Mình biết đây là cái thân chịu cục đau cuối cùng của mình, nhưng mà cái này tôi nói thật, tôi cũng sợ lắm, là tại vì khi mình bệnh đó, mình đau đến mình chịu không nổi. Tại vì mình đi thăm nhiều người bệnh như vậy đó, chính vì đã sợ khủng hoảng của mình, cho nên mình cũng nên chuẩn bị trước, ráng chịu đựng, ráng có một cái tinh thần là do mình buông bỏ những cái duyên, quý mến cái thân mạng của mình, không sợ hãi. Cho nên nếu mà thấy được như vậy, quý vị sẽ thành công được như vậy đó, thì mình dầu sao cũng không có, nếu không thành tựu những cái bậc giải thoát, thì ít nhất ra mình cũng dính mắc những cái gì nó nhẹ, bỏ bớt những cái phần thô vi tế, thì dầu sao nó cũng đỡ. Bây giờ Đức Phật dạy trong trường hợp này, mình đang còn tư duy, còn hiểu rằng những cái trường hợp này xảy ra, nó sẽ đến cuối cùng như vậy. Thì đôi khi nhiều người cũng tự hỏi, mạng sống mình chết rồi đi về đâu, rồi còn cái gì, còn vướng vắt những cái cảm thọ đó. Thì quý vị, Đức Phật trả lời: ví như này các tỳ kheo, do duyên dầu, do duyên tìm bậc, một con đèn dầu được cháy đỏ, sau khi dầu và tim bậc khô cạn cháy hết, không được tiếp nhiên liệu thêm, ngọn đèn ấy bị tắt. Cũng ví như cũng vậy, này các tỳ kheo, khi tỳ kheo cảm thọ một cảm thọ vân vân của thân, vị ấy tại tri, ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân và sinh mạng. Thì quý vị ví Đức Phật dạy quán như là cái ngọn đèn và dầu. Đèn dầu đó hết đó, thì nó chấm dứt cái sinh mạng. Mà nếu nó còn cháy được là do người thay thêm và để thêm dầu. Thì khi quý vị đang bị những cái cảm thọ trói buộc đó, có một cái thân, thì đương nhiên quý vị ví như Đức Phật ví như là mình thay thêm, mình chăm thêm dầu, tức là mình có một cái cuộc sống mới, có một mong muốn là có một sự hiện hữu mới. Nếu mình làm được như vậy thì không để lắng dịu như một cái ngọn đèn hết tim hết dầu, thì không có cái gì hoan hỷ và sẽ đi đến hoàn toàn lắng dịu. Mình phải hiểu rằng bấy lâu nay tôi cũng như quý vị nghe nhiều người tu tập làm phước thiện rồi khi chết được cầu siêu, được đầy kia nọ, thì đó là những cái phương tiện. Những cái phương tiện. Thì bây giờ mình thấy những cái điều căn bản mà Đức Phật dạy, những cái pháp gì tu tập, những cái gì để làm thiện, tất cả những gì làm tốt đẹp cho bản thân, cho đời, cuối cùng cái cảm thọ này nó cũng như vậy. Nó chỉ là một cái đèn hết tim, hết dầu, nó sẽ
hoàn toàn không có cái gì, không có cảm thọ gì để mình hoan hỷ, mình buông bỏ hết. Đó, thì bài kinh này tôi gần đây tôi đọc những cái bài kinh liên hệ đến cái những cái pháp thực hành. Lúc trước thì tôi chưa có đi dịp chia sẻ cùng với những cái pháp hành, nhưng mà sự thật trong những cái bài kinh trong cái chương của Tương Ương Bộ nói liên quan về những cái pháp hành tu thân, tu tâm, tu tệ, và mình có thể áp dụng ngay trong cuộc sống của mình. Và nếu mình đọc những cái bài kinh này và những cái pháp thực hành này đó, thì mình có một cái hướng đi rõ ràng, không rơi vào cái kiến điên đảo. Chính vì cái kiến điên đảo này mình thấy sai, mình thấy sai đó, cho nên cái quan trọng nhất đó là mình phải cần đọc kinh điển, mình phải so sánh, mình tu tập, mình nghe tất cả ai nói, nhưng mình phải nhìn bản kinh chánh và nghe những cái người tôn túc đáng tin cậy, và mình phải thấy được cái bản kinh chính, thực hành theo lời kinh, theo lời mình hiểu một cái giai đoạn thời gian nào đó, mình thấy cái sự khác biệt như thế nào thì mình mới có thể mình tin tưởng đặt đúng hướng. Còn không thì mình rơi vào trong trạng thái là do cái tà kiến. Tà kiến này đó, nó liên hệ đời sống mình, trước nhất là tại vì cái lòng tham của mình, tâm tham tà kiến. Cái tâm tham nó luôn luôn liên hệ với tà kiến. Còn cái tâm mà điên đảo á, tà kiến là do cái tham, còn cái tâm điên đảo á là do mình không có định tĩnh, không trí. Còn cái tưởng á, là thức niệm, mình không có chánh niệm, là tại vì khi mình ngồi thiền á, sanh diệt ngay trước mặt mình, ngay trong bản thân, ngay thân tâm mình không thấy, mình thấy trong cõi nào không, tức là mình thất niệm, mình niệm không đúng chỗ. Đó, thì tôi cũng xin chia sẻ những gì cái quan điểm của tôi, có thể là nó hơi quá, có hơi thể là quý vị chưa thấy, thì tôi cũng mong rằng tất cả quý vị đóng góp và có những cái ý kiến, hoặc có cái chỗ nào không nhận thấy rõ những cái pháp hành tại sao tôi phải làm như vậy, hoặc là muốn làm được như vậy là phải như thế nào. Và tôi xin nhường lời cho tất cả các vị như cũng như chị Xuân Nga đóng góp thêm cái phần bài tu tập ngày hôm nay. Dạ. Mô Phật, tôi xin nhường lời quý vị. Mời quý vị mở mic. Trời cũng 41 phút rồi. Mời quý vị, thời gian có hạn. Cho em được dạ, mời. Ý kiến cho em. Dạ. Dạ, dạ, mời chị. Thì cái bài pháp này đó, em nghĩ là ai tu rốt cuộc rồi cũng phải đi vào cái con đường này hết, chứ không có đi ngoài được. Mỗi người có một cái căn cơ, trình độ tu tập như thế nào, nhưng mà cho tới khi mà đối diện với cái đau bệnh chết á, thì cái phương cái chánh niệm tỉnh giác này nó là cái chìa khóa duy nhất để giúp mình vượt qua, hoặc là để cho mình, để cho cái an tịnh cái tâm tâm, và cũng là chữa soạn cho cái con đường gọi là tương lai nếu mình không chưa có em giúp về sinh tử luân hồi. Thì cái kinh nghiệm này đã là em có, là lúc mà cách đây 3-4 năm á, em bị đau bao tử, đau bao tử này của em là bị từ hồi nhỏ. Thành ra khi nào mà có một cái gì mà nó quá sức á, thì nó bị đau lên. Thì cái lần đó nó đau mà chết điếng luôn. Thì em nghĩ là, thì cái trước nhất á, là nghĩ là cái duyên, nếu mà thì em có về thì em chết á, thì ông xã em thì cũng tùy duyên thôi, chứ cũng không bao giờ có liếm được, không có lo được nữa. Thì khi mà em nằm á, ôi cái sự đau nó sanh khởi rồi độn gì. Nếu sanh khởi thì lúc đó niệm Phật cũng không được, làm cái gì cũng không được nữa hết, tại vì nó quá đau à. Thì chỉ có một cái nhìn vào cái đau nó thôi, thì nó đau tới cuối cùng rồi nó hạ xuống. Thì em nghĩ là nếu mà nó không hết thì sẽ gọi cứu cấp chứ. Nhưng mà khi mà nhìn nó, rồi nó hạ xuống, rồi nó bưng lên, rồi nó hạ xuống, chút xíu nó ngủ, nó mất tiêu luôn. Thì tới sáng ngủ dậy á,
em tưởng chết rồi. Sáng có vậy em thấy ủa tôi còn nằm đây thì mắt thì nó hết, nhưng mà nó hết cái đau đó luôn, mà chỉ có khi mà nhìn thấu vào cái đau đó nó mới gọi là không còn lo sợ, không còn tán loạn gì nữa hết. Xong rồi em thấy nhiệm màu chỗ đó thì lúc cái tâm mình sẵn sàng coi cho một cái cuộc đi đó, mình ra nhìn nó thì còn cái nó đau lên, từng tiếng nó đau lên, lúc đó cái hơi thở đó nó chỉ còn trong cái bắp chân vậy. Nhưng mà nếu mà thí dụ nó chấm dứt cái hơi thở đó thì thật sự lúc ngay lúc đó, đó em nghĩ là rất là tốt đó. Thì cái sự tu hành đó, nếu mà mình tập được cái lúc đó đó, nghĩa là mình phải chuẩn bị hết tinh thần trước, là không có còn nhiễm nhất gì nữa hết, bỏ hết để chuẩn bị cho cái con đường đi của mình đó. Thì từ đó đến 3-4 năm nay cái này không sao đâu, mà không ngờ nó đau một cách như vậy. Thì em chỉ ước ý vậy, tại chung cái bản thân của em tới cái giai đoạn mà kịch liệt như vậy thì chỉ có cái là nhờ cái chánh niệm tỉnh giác để mình nhìn thấy vào cái thọ, cái phục của bụng, cái thân đó, thì tự nhiên mình thấy thanh thản lắm, không có bị một cái sự lo âu sợ sệt gì nữa hết, mà nó hết luôn bệnh hình ảo hay không có cần một cái sự can thiệp nào ngoài. Dạ, tán thán sự chia sẻ cái kinh nghiệm của chị, thì cái kinh nghiệm đó rất là đáng quý. Thì điều đó, đó thì nhờ theo tôi nghĩ thì lúc đó có thể là chị đang cái sự tu tập chánh niệm tỉnh giác, và cái mức độ tu tập của chị lúc đó đó không bị ràng buộc nhiều những cái bối cảnh, thành thử cái lúc đó nó đã được một cái trạng thái đó. Thì cái điều đó không phải đương nhiên mà dễ, như chị nói là mình phải có một cái quá trình tu tập, hiểu rõ được tất cả những điều gì nó liên hệ đến thân tâm mình, nó chỉ là tạm bợ. Mà mình thấy nó tạm bợ không phải là một cái tạm bợ xung, không phải nói là không, không phải thấy là thấy, biết là biết, mà chỉ thật chất của nó mình thấy rõ những cái sự nhân duyên, thân tâm và sinh diệt, nó phải thì thật là vô thường khổ vô ngã hay không. Thì mình thấy với một cái trí tuệ đó, có người thấy như vậy mà không có trí tuệ, có người thấy có trí tuệ, thì khi mình đối chứng với thực tế thì mình có thể đương đầu được, là tại vì mình không rơi vào những cái loại tâm điên đảo kiến mình đạo tưởng. Cái chính là mỗi tối á, em thường hay quán niệm về sự chết á. Dạ. Dạ, tối nào em cũng thường quán niệm sự chết. Em nghĩ em quán niệm cho tới khi mà ngủ luôn, nghĩ cái hơi thở vô thở ra đó, thì mình chế bất cứ lúc nào. Mình cứ trong cái chánh niệm á, mình biết rằng là cái mình sẽ ra đi lúc nào á. Dạ. Thành ra ngay cái lúc mà bị như vậy đó thì em cũng quán niệm, thì lúc đó cái đó nó cũng có cái hay, cái có một cái khỏi là quán niệm như vậy đó, tự nhiên không có thấy cái gì nữa hết, không có thấy một cái thân, cái tâm, cái cảnh gì nữa, mà chỉ thấy có cái thọ đầu khổ đó, nó lên rồi nó xuống trong cái thân này. Mà tại vì thường quan điểm là có cái thân này là phải có những cái cảnh thọ gì, có cái khổ gì đó, có cái khổ, cái lạc, có cái những cái sự xảy ra do cái nhân duyên trong cái thân mình. Thành ra khi mà chỉ nhìn thấy cái tự nhiên thấy nó lên nó xuống, nó lên cái cường độ đau, nó xuống những cái sự tan nhiệt của cái đó, thì tự nhiên lúc đó là hoàn toàn chỉ có hai cái đó làm gì thôi, một cái sự tỉnh giác nhìn vào, và một cái sự như là buông bỏ hết, nên là mình sẵn sàng để ra đi. Thì nó cũng có cái ngộ cái là lúc đó không có sợ, không có lo, không có đau, thấy đau nữa, không thấy mình đau nữa, mà thấy cái đau đó vậy thôi được, không ngủ luôn, không biết thấy sáng luôn. Xin mời quý chị đóng góp có những cái kinh nghiệm nào trong cái đời sống tu tập mình như thế nào. Mời quý vị ạ. À, cô Sương nghe rõ chưa? Cô Sương nói không nghe rõ vậy đó. Rồi mời quý vị khác.
hồi đi phòng dưỡng mà tứ hồi tứ 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 hồi nghi chánh và tứ y kép hồi nghi phụ đó, nó có phải là đại hồi nghi và tiểu hồi nghi không vậy? Mà nếu mà anh có thể giải thích cái chỗ mà tứ hồi nghi chánh nó ở phòng nào, là đại kép hồi nghi phụ á, nó có phòng nào như thế nào, anh giải thích rõ cho mình thôi. Cái tứ hồi nghi thì các vị tu tập thiền nghe các vị tông túc hướng dẫn và quý vị đọc những cái bài kinh, những tài liệu liên quan đến đề pháp hành thiền tứ niệm xứ á, thì cái phần tứ quay nghi nó liên hệ về cái phần tu thân. Nếu quý vị đọc trong bài kinh điển số 10 kinh tứ niệm xứ thì trong cái phần tu thân á, là quan trọng nhất là hơi thở trước. Hơi thở thì đó có 16 hơi thở hoặc là 17 hơi thở, tổng cộng chung những bài kinh thân hành niệm xứ và nhập thức xuất tức. Thì rồi á, có những cái phần quán về bất tịnh từ đầu đến chân, rồi thực phẩm mình ăn tất cả đều đó bất tịnh, rồi thân tứ đại nó ví như là người đứng giữa tư đường xẻ một con vật thì tất cả hoàn toàn nó là đất nước gió lửa. Rồi á, cái quán chính cửu quán là con người mình chết, rồi những con súc vật đó ăn, rồi sự tan rã tới thành bộ xương trắng tan rã thành bột, tất cả điều đó nằm trong cái thân tu tập. Để chi? Để mình thấy thân mình nó nhàm chán, trong đó có cái chết, nó bất định, không có gì để mình đáng yêu quý hết, để đoạn tận những cái tham lam. Và cái hơi thở là chính, hơi thở này để mình nhìn thấy rằng cái sự đi đứng nằm ngồi nó cũng có hơi thở, làm bất gì cũng có hơi thở, nhưng mà hơi thở đó nó luôn luôn sống với mình. Cái đề mục đó là đề mục chính. Thì kế tiếp đó là tứ hoài nghi, bốn hoài nghi chính là đi đứng nằm ngồi. Mình đi trong chánh niệm, tức là những cái bước đi, rồi mình ngồi. Cái quay nghi ngồi của một người ngồi thiền không có di động như những người bình thường khác hay nói năng, thì tất cả đều có một cái sự tỉnh giác, thấy rõ ràng, nó không có nôn nóng, nó không đau trao xáo động. Nằm, mình nằm cũng vậy, nằm có người ta dùng là nát na, đi rồi cả khi đứng. Khi đứng với uy thế của một người tu như thế nào thì đi đứng nằm ngồi là bốn cái quay nghi chính. Còn những cái quay nghi phụ là một cái sự chuyển tiếp từ một cái quay nghi chính đi đến quay nghi phụ. Thì chẳng hạn quý vị đang ngồi là quay nghi chính là ngồi, nhưng quý vị muốn đứng lên thì trong trạng thái ngồi và chuyển qua cái quay nghi đứng lên đó, nó có nhiều động tác nhỏ thì đó gọi là quay nghi phụ. Chẳng hạn mình đi tới lấy đồ ăn thì những cái bước đi, trong bước đi dở lên nó có những cái giai đoạn nguy tế gọi là tiểu quy nghi. Mình đi thu thúc cái thân quay nghi của mình đi, không có trao qua trao lại, không có ngó tới, không có ngó lui. Đó là những cái quy nghi phụ, tức là những cái động tác của mình liên hệ từ một cái quay nghi chính đi đến quay phụ, nó đều có nhiều cái quay nghi phụ. Tùy theo cái sự tu tập, nếu quý vị thực hành mà những cái phương pháp đi, ngồi, đứng, chuyển qua chuyển từ một cái quay nghi này qua kia, nó có nhiều động tác, thì trong những cái động tác đó thì các thiền sư dạy nó là đương cái thân, cái sắc pháp nó di chuyển, không phải là ta, nó là tứ đại, nó là đất nước gió lửa đang di chuyển từ một cái trạng thái bước chân, hay là mình từ một cái trạng thái ngồi hay đứng, mình di chuyển từ một trạng thái này qua trạng thái khác đều có hết. Nó chỉ là đất nước gió lửa, nó là sắc pháp, nó không phải là mình đó. Thì khi mình di chuyển và khi mình ngồi đứng thì tất cả những gì đó thì mình nên tỉnh giác. Nếu mình ngồi lâu thì nó chuyển qua chánh niệm. Thì mình thực tập hàng ngày như vậy
Thì những cái thực tập này nó cũng một loại tùy biên, là do quân tập hàng ngày tới một giai đoạn nó thường tục. Nhưng mà khi mình thường tục nhiều rồi, rành rồi đó, thì không phải như mình đi cái mình dở chân nhẹ nhẹ hay mình làm gì lúc nào mình cũng như đang hành thiền để thấy đất đất gió lửa thì nó hơi kỳ. Nhưng sự thật ra ít nhất mình cũng có cái đặc điểm, có cái sự tỉnh giác, mình đang đi trong một cái quay thế của một người có tu thiền, có tu tập. Mình còn khi mình tu tập rảnh rỗi ở nhà, mình có thể thực hành, chẳng hạn như mình ngồi, mình nấu ăn, thì mình bước tới mình lấy cái gì đó thì mình cũng chậm rãi. Mỗi khi mà cầm cái gì đó thì mình chỉ biết được cái đó, nấu một món, lấy nước thì biết nước nó đang nhiễu xuống. Thì mình thực hành như vậy tới một cái giai đoạn nào đó, nó thường xuyên. Đó là cái quay nghi phụ, là cái phần đó tôi xin tạm thời chỉ chia sẻ với các bạn về cái phần đó. Thì quý vị có thể đọc những cái tài liệu rất nhiều về cái phần đó. Và quý vị thực hành điều đó rồi đó thì nó được là thấm nhuần. Thì để mình chuẩn bị cái sự chánh niệm tỉnh giác đó, nó được sắc bén hơn. Chị Ngọc Trân, chị thấy sao? Dạ, điều chỗ này anh dễ. Nó là cái sự thật ra, cái quay nghi đó phụ là giữa cái quay chính, trạng thái này đi với trạng thái kia đều có quay nghi phụ, là mình tu tập cái chỗ quay nghi phụ đó. Dạ, chị xin nghe nói gì, chị xin nghe, dạ mời chị. Dạ, em coi bổ túc thêm là cái quay nghi phụ á, là ngoài cái đi đứng nằm ngồi thì có cái sự thay đổi từ cái quay nghi này qua quay nghi khác là một, với lại những cái trạng thái ví dụ như co tay, giở tay, đưa lên hay lấy thức ăn hay những cái gì đó, những cái nó ngoài cái trạng thái của đi đứng nằm ngồi thì gọi là quay nghi phụ. Ví dụ như bây giờ mình đang đứng, mình tắm, mình cúi đầu xuống, mình gọi đầu, thì những cái quay nghi đó nó nằm ngoài cái đi đứng nằm ngồi, nó đều là gọi là quay nghi phụ. Anh em khi mình hiểu gì nó đơn giản. Dạ dạ. Tán thán. Dạ. Thì sự thật những cái quay nghi gì nó ngoài đi đứng nằm ngồi đó là quay nghi phụ. Cảm ơn chị xin nghe. Dạ. Rồi mời quý vị nào có câu hỏi. Nếu quý vị không có việc làm, có câu hỏi đi quá giờ cũng được, quý vị cứ việc ở lại nghe, còn quý vị nào có việc phải làm thì mình cứ việc tắt máy. Dạ. Nam nói gì đó Nam? Dạ. Dạ cho con xin hỏi cô Xuân Nga, cái chỗ mà khi mà cô bị đau bao tử mà khi mà cô thấy cái cảm thọ nó không còn đau nữa, thì lúc đó là cô cái đó là cô cái cách cô quán như thế nào, quán trên thân hay là quán như thế nào mà cô không thấy cái cảm thọ đau của cơ thể nó lúc mà đậu đau sao nó không còn đau nữa cô? Cái lúc mà mình quán như vậy á, tại cho lúc đó mình không có danh từ để nói là cảm thọ hay là hơn gì nữa hết, mà lúc đó mình chỉ thấy một cái trạng thái thôi, một trạng thái cái nó đau nhói, nó đau nhói mà nó khởi lên rồi nó đẩy xuống từ từ, rồi xong một chút xíu nó dừng rồi nó khởi lên, thì mình thấy hoàn toàn nó là một cái sự tự nhiên của một cái nhân viên gì đó. Thì trong mấy cái ấy thì lúc đó hoàn toàn cái tâm mình không có quá, không có nghĩ gì hết, mà chỉ trọn vẹn là thấy biết thôi. Rồi xong cho tới biết ngay chỗ đó thì là cô thì lúc đó cô hay biết ngay cái chỗ là nó quặn lên rồi sau đó là nó mất đi thôi ha. À, nó quặn lên, nó mất đi, là hoàn toàn trong đó nó dường như chỉ có hai cái là nhiệt, là cái sự biết và cái đối tượng tưởng của nó. Chứ ngoài ra không có gì đó, lúc đó không suy nghĩ, không có nghĩ là thọ, là thân, là gì chứ, không có cái từ ngữ gì trong đó hết. À, cho tới lúc mình thiếp đi luôn, xong rồi coi tưởng giống như mình đi luôn á. Ai nhà không có đi, không có đi luôn. Dạ. Tại vì con có hai cái trường hợp như cô mới vừa nói, là con có hai năm liên tiếp là hồi năm ngoái con cũng bị, mà năm kia con cũng bị. Nghĩa là con bị sốt, cái năm đầu tiên con bị sốt, rồi cái năm thứ hai con cũng bị sốt. Mà cái năm đầu tiên thì nó sốt, mà con nói là bữa sáng
mới ăn sáng uống cà phê đó, là chiều lại là kiểu như là đi đứng, con người nó bể ngoại lắm, đi đứng phải nhịn cầu thang, phải đi từ từ chứ không có được bình thường đó. Thì lúc đó con lại than là kiểu như là chắc là kiểu là mình đang uống không cẩn thận, do mình đang uống giờ nó như thế này thế kia, con chịu chặn trong một đêm, nó hành xấu một đêm tới ngày mai lại, thì con nói ồ như là sai rồi. Kiểu như là trong quá trình mình nghe pháp giờ mình cũng có hành thiện, mà tại sao mà để cho cái thân này nó như thế này. Thì lúc đó là con ngồi thiền cũng được, thì con mới nằm cái kiểu cái tư thế nào nó dễ chịu nhất thì thôi. Sau đó thì hồi lâu á thì nó sẽ có một cái trạng thái là không còn cái khó chịu, mà cái không kiểu như là không thấy nó, cái trạng thái không còn cái thân nữa, đại khái vậy, nó không còn cái thân nó. Bây giờ nó tại sao nó hoang hỷ như thế này, thì con mới có tác ý là con tác ý về thọ của thân đó, con không thấy nó, sao nó không thấy cái nó khó chịu, hay là nó không thấy nó yếu gì đâu trong cái cơ thể đó. Thì bắt đầu con mới thấy cái con mới mở mắt rồi sau đó bắt đầu con mới nhìn lại, thì lúc đó là mồ hôi của cơ thể con nó tuôn ra đó. Thì lúc đó thì con mới thấy cái thân thì nó khó chịu trở lại. Thì trong cái lúc mà con thấy nó hôi hỉ, nó không có mà nó khó chịu về thân nữa, thì con ở trong khoảng thời gian nó cũng khá lâu đó. Thì cái năm sau thì con cũng bị sốt lại, năm ngoái con cũng bị sốt lại, thì con cũng chú vô lại trong đó, con cũng mở lại trong đó một thời gian. Thì con nghĩ là trong lúc này á, nếu mà có ra đi thì không cần phải hồi niệm thì sẽ an lạc lắm. Dạ thì không biết cái trạng thái của con cái quan trọng á, dạ cái quan trọng á là trong lúc đó cái tâm nó bình thản, mà cái sự sáng suốt nó có, nó nhìn thấy. Chứ lúc đó đừng có để khi lúc đó những cái suy nghĩ nào mà nó chen vô á, là bao giờ nó cũng có cái ta trong đó. Tại vì thường cái suy nghĩ á, là bao giờ nó cũng còn cái gọi là trong cái khái niệm á, nó không hoàn toàn buông xả. À, để khi mà mình mà thật sự mình buông xả được trong lúc đó, đó là điều mà gọi là mình có cái kết quả đi tu tập á, thì lúc đó đâu có thấy ta, thấy mình, thấy thân gì nữa đâu. Thì khi mà mình học á, hay là mình tu tập á, thì mình có những cái từ ngữ để mình diễn tả. Nhưng mà lúc mà gặp chuyện á, cái trạng thái á, thì hiểu được cái trạng thái mới là cái điều đúng. Thì lúc đó là mình không có cho cái chữ gì nghĩa gì vô nữa hết. Tại vì khi mình suy nghĩ đó, là tự nhiên mình quên mất cái thực tại á. Thì một cái điều mà mình tu tập á, mình cũng thấy á, mình thấy sau đó mình thấy kết quả là tại sao mà mình thấy tham nó khởi lên, mình nhìn tham là tham nó mất. Mình nhìn xe ở sân nó mất là cái chỗ đó đó. Tại vì nó chỉ là một cái sự nó chỉ là một cái xúc, do cái xúc nó tạo ra đó. Tạo ra cái thọ thì tự động á, nó khởi lên. Mà nếu mà mình không có nắm giữ nó là tự nhiên nó buông, tự nhiên nó mất. Nó cái đó nó tạo cho mình thêm một cái niềm tin, như làm cho mình nên những chất vào pháp nghe. Ở đây khi mình tu tập á, mình cái từ ngữ á, thì nó mình học từ ngữ để cho mình rõ, mình hiểu thì thôi. Nhưng mà lúc thực hành là không có từ ngữ gì trong đó. Tăng khác chị xin nghe thì những cái điều này đó là mình để ý là thường thường á, mình đọc kinh sách mình không có dùng văn tự, mình không biết nói là khi mình máy của nam khi mình tu tập á, mình ráng làm sao tới mức độ cần thiết á, là mình phải nhìn thấy cái thực tánh á. Như chị trường hợp chị Xuân Nga thấy thực tánh là thấy cái tánh đó là mình đang đau là biết đau, đó là cái thực tánh, không có tên, chẳng hạn lấy nóng là nóng, lạnh là lạnh, đó là những cái danh từ thực tánh để cho mình biết. Còn mình đặt cái tên ra này kia nọ đó là để mình lý giải ra, để cho mình phát sanh trí tuệ là thấy rõ nhân duyên. Nhưng mà cuối cùng là mình phải đi vào thực tánh, chính vì cái thực tánh mình mới thấy rõ được cái bản chất là cái chân thật. Nếu mình không thấy điều đó là mình cũng rơi vào trạng thái thấy tưởng. Cho nên ý của tôi muốn nói là cái chữ thực tánh là có nghĩa đó: nóng, lạnh, cứng, mềm, đau. Cái chừng đau hay gì không biết, là nó là đau hoặc là khổ hoặc là lạc, nó gì thôi, đơn thuần như vậy. Đừng có đặt cái tên mình tôi đau
chân đau cái này kia hết. Thì cái chữ thực tánh là gì thì mình nhìn cái chỗ đó đó là cái chỗ ý cái bài kinh này nói là cái thân tận cùng của cái sự khổ, cái thân đó, rồi tận cùng của sinh mạng đó thôi. Thì cũng hết giờ, quý vị còn câu hỏi nào cứ việc hỏi hay đóng góp điều gì, còn không thì nếu cần thiết quý vị hỏi, còn không thì mình dừng lại. Cô Sưng có cái gì nói không cô Sưng? Mấy chị nếu không thì mình hoàn lễ. Rồi để cho bà Thanh Thương này bà chia sẻ kinh nghiệm của bà. Xin mời bà Thanh Thương. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Thanh Hương xin chào tất cả quý bạn thân hữu thân mến. Thì hôm nay cái bài học này thì máy chị Sưng, máy chị Sưng tắt mic chị Sưng. Cái bài học này thì giúp cho ta nhớ lại những cái gì mà chúng ta đã học qua rồi, nhưng không có thể nào mà mình nhớ hết cho được. Máy chị Sưng nghe, máy chị Sưng nghe. Bị hiểu quá. Hôm nay thì mình nghe lại để mình ôn lại những cái gì mà mình đã học qua rồi. Thì có một cái mà Hương nhớ nhất là nói về cái mộng tưởng hoặc là cái tỉnh giác. Thì nói về cái mình nói về ngồi thiền đi. Ví dụ mình ngồi thiền thì luôn luôn lúc nào mình cũng có cái sự mộng tưởng, có nghĩa là nó lôi, nó kéo mình đi. Thì nếu mình tỉnh giác được thì mình lôi nó trở lại. Thì Thanh Hương thấy nó cũng rất là hay. Tại vì mình nhờ có những điểm này thì mình mới biết được như vậy. Còn nói về chánh niệm thì tất nhiên mình làm bất cứ một cái gì thì mình biết trong cái sự chánh niệm thì nó đỡ lắm. Khi mà mình dính vào một cái tưởng nào thì mình lôi, mình kéo nó trở lại. Đó là cái sự chánh niệm của mình. Thì cũng thấy là cái bài pháp này dạy cho chúng ta nhiều cái rất là rõ ràng, giúp cho chúng ta biết để mà chúng ta ghi nhận để chúng ta tu. Cũng như là ví dụ như mình ngồi mình nghe pháp thì mình nghe pháp trong cái chánh niệm của mình, mình ghi nhận những cái gì trong cái bài pháp này nói lên để mà mình tu tập trong cái sự ghi nhận của mình. Đó thì Hương thấy nó rất là hay và hy hữu. Thì Hương cũng như tất cả các quý đạo thân hữu ở đây thì mình cũng ráng cố gắng. Tại vì những cái bài pháp nào nó cũng nằm trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cho nên có thể là nhiều khi bài pháp gợi lên là chúng ta có, thứ nhất là chúng ta cũng có những cái câu hỏi. Hương biết ai cũng có câu hỏi hết nhưng không có chịu nói. Mình ở đây là một cái group học thì mình chia sẻ nhau những cái gì mà mình học hiểu biết được. Hương cũng như tất cả các quý đạo thân hữu ở đây thì Hương chỉ nói bao nhiêu đó thôi để chia sẻ với tất cả các quý đạo thân hữu. Chứ nếu nói nhiều thì Hương cũng không có dịp để nói nhiều nữa. Đó, thì Hương xin chào tất cả các quý đạo thân hữu. Dạ. Cảm ơn bà Thanh Hương. Thì sự thật ra nó là như vậy đó. Thì tôi cũng mong rằng sự tu tập của mình có đi đến một cái phần nào mình để ý thêm cái vấn đề tu tập của mình. Và tôi cũng rất là hoan hỷ lúc này lại có nhờ cái nhân dịp này mà có nhiều người tu tập như vậy. Tôi rất tiếc là quý vị cũng cố gắng đưa lên những cái câu hỏi, không phải quý vị có câu hỏi, không phải là quý vị chia sẻ hay là giải thích hay là thuyết pháp điều hay, quý vị đừng có nghĩ đó. Cái câu hỏi là mình đang có cái gì có thể áp dụng trong cái bài tu tập, hoặc là cái cách nào, hoặc là mình đã áp dụng mà có thấy nó không phải như vậy hay là sao, thì quý vị chỉ có câu hỏi thôi. Quý vị phải có những câu hỏi, đây là cái mục đích chính để có dịp những người khác giải thích và
làm sáng tỏ những cái đề tài trong bài, nhiều khi nó trong một tiếng đồng hồ nó không đầy đủ. Thì tôi mong rằng quý vị đóng góp nhiều và thường xuyên tu tập thì điều này sẽ đưa đến một cái kết quả nó tốt đẹp hơn. Thì thôi cũng hết giờ, tán tán tinh thần tu tập chung của tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe. Và mô Phật, và xin bây giờ mình có thể hoàn lễ ha mấy chị. Rồi xin mời quý vị chắp tay hoàn lễ. Mô Phật, chúng con xin chia điều phúc báo tu tập ngày hôm nay về chư thiên long thần hộ pháp, chư thiên cõi trời thiên dương, đồng điều phúc báo nhau cả tại. Chúng con cũng xin chia điều phúc báo tu tập ngày hôm nay về tất cả các bạn tu tập trên lai, thân bằng quyến thuộc cha mẹ hiện tại được thừa hưởng phúc báo nhân thiên, sống lâu an vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống, phát sinh trí tuệ, độ giảm bớt phiền não. Chúng con xin hồi hướng tất cả phước báo này về ông bà cha mẹ quá giảng nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, dầu quá sanh ở cõi nào cũng được thừa hưởng phúc báo nhân thiên, sống lâu an vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống, sống đọc Phật pháp tu tập để thoát khổ đau phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúc sức khỏe, chúc sức khỏe mọi người. Mô Phật. Dạ, cảm ơn chúng ta. Dạ. Dạ.